Ciao Lendelia. Trong kia ta lại nhốt nhốt chó à? Dưới bảy con chó to đấy cháu. À dạ. Nếu không thì khi buổi tối thì nó lên nó lấy đấy. Này đừng vừa chạm bố mẹ đây cháu. Con đây lấy trước anh ra xuống rồi chín. Chùa thầy được xuất phát từ trong rộng này, cô thì nguyên tông không có con cùng em không là chị Nguyên Hầu về đây cầu tự, thì nhà chùa tôi có một chị đi đầu thai thì Lý là hoàng tử Dương Thắng ấy, năm 11 tuổi được suy tôn lên làm vua, vẫn là vua Lý Thành Tôn, thì cháu vào đây mà lễ sau là xa vết chân vết tay, ngoài này là vua dễ gây ra tự trên cái vững thành cây thánh đấy. Wow. Còn thế nào quá? Cái gì là dừng rồi.
đây này là một thánh nhân bạn đâu lọc thấy nhá. Đây là hai cái chân để lộng chân ở đây. Đây là 10 đầu ngón tay mình bấu lên đây lên chữ thạch điểm đầu ba chữ đỏ kia là lương nhà đầu thai nhà Lý. Bên trong có riêng đôi khi thì đúng ngày 5 tháng 3 mình chúc 1 giờ chiều được xem tắm thánh gọi là lễ mục dục. Bây giờ chuẩn bị xong, hai tay để sao vào đây, hai chân để sao vào gối của mình. Bạn đặt thấp thì xa đây, bạn đặt cao xa trên này để đường công danh làm ăn của nhà mình thuận tiện. Để gạch là chữ đen. Xoa chân, xoa tay đây chưa? Xoa tay đây xong xoa đầu gối. Vợ nhớ hội chùa thầy, gái chưa chồng thăm hai các cớ, ai là chưa có người yêu vào hang các cớ chiều về có ngay, ai có rồi thì tìm thêm động đà, đó tưởng tượng của núi nước động đi trong lòng của núi, và trong động là có 12 ban cầu, là cầu tài, cầu lộc, cầu duyên của con, của cầu công danh học hành, cầu sức khỏe, nhưng cuối cùng của động là cầu cũng bể xương người đó, là thầy chỉ chống hán để con người mình chỉ chiến đấu xong bị thua, và cái lớp cửa hang không có đường để tiếp tế lên được vào, từ lúc phá cái cửa hang vào đã bị chết đói hết. Chùa nhân dân gom nhặt tất cả xương ở một nơi gọi là bể phận tràn xương. Chỗ nào? Tính được 100 mét lại đến nơi. 100 mét nữa. 100 mét. Nhưng đi vào đấy, chán tưởng tượng của núi nó rộng đi trong lòng của núi. Ừ. Thì có 12 ban cầu là cầu tài, cầu lộc, cầu duyên của con, của cầu công danh học hành, cầu sức khỏe. Nhưng cuối cùng vận động là cầu cái bể xương người đấy. Vâng. Là thời kỳ chống hàng những con của mình chiến đấu xong bị thua, đã chết đói và gom xương để vào một nơi gọi là bể phận tràn xương. Thế cô bảo. Nếu đi ra đây thì cô giới thiệu qua cho cháu tạm hiểu thôi. Vâng. Còn đi vào hang các cửa thì là tối, phong cảnh rất là đẹp. Thì là thế đèn nhà cô vào với soi cảnh và giới thiệu cho cháu. Vâng. Cô nói trước đèn là 5.000 một chiếc, còn đi giới thiệu ra từng đám bao nhiêu một tuổi cho cô được không? Đấy, cái gì cô cháu là mình cứ phải thật thoải mái. Hang đây cho cháu nào? 100 mét nữa thôi cháu ạ. Vâng. Nhá. Đứng đây thì chụp những bộ dễ mà đẹp.